Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 28 tháng 3, Tiền Giang có thêm 4 ca F0 mới thông qua kết quả PCR. Cộng dùng số ca F0 đến nay là 36.014 ca. Số F0 test nhanh trong ngày là 1.611 ca. Điều trị khỏi 43 ca. Tổng số ca khỏi bệnh cho đến nay 35.362 ca. Hiện đang điều trị 764 ca. Trong ngày tiếp tục không ghi nhận ca tử vong, cộng dùng số ca tử vong đến nay là 1.225 ca.